Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì như anh em đã thấy rồi, mình lại tiếp tục auto matching của mấy người lạ trà trộn cộng đồng. Mà vài ngày gần đây thì mình có chưa làm về cái clip về cái gọi là auto matching này, thì nhiều anh em cũng đã yêu cầu mình rồi. Thì hôm nay thì mình tiếp tục lại làm. Thì ở đây như anh em vừa thấy là mình đã có 4 người lạ ở đây rồi, nhưng mà ông số 4 nhảy hơi xa, ông ấy đi sang bên kia cơ, 500m lận cơ. Có con bot. Ôi mình cứ tưởng người chứ, họ chỉ là một con bot thôi anh em. Thì mình đã thấy một team rồi, bây giờ thì mình công sang luôn. Đây, team nó ở ngay bên chỗ nhà 3 tầng rồi. Mình công luôn. Nãy mình cầm QBZ, mình đang định bảo là trận này mình sẽ bắn QBZ, nhưng mà đổi nhầm sang cây SNR rồi. Thôi kệ, công bọn này đã dự tính này. Đây này, tiếng chân này. À đây rồi. Thấy một chú đây rồi. Một chú đang ở trong nhà này. Nào chạy ra đây. Bước ra đây xem nào. Rồi một tên. Thêm một tên nữa này. Rồi hai tên kia. Nào. Bước ra đây bạn ơi. Làm cái gì vậy? Rồi còn một tên này thôi. Thằng này yếu lắm rồi. Mình công lên. Nào. Thò ra đi bạn. Ui giời ơi. Quá easy. Pha gọi là cần 4 của Linh ATM quá easy. Game thiệt dễ anh em ạ. Thì trong bot cam này nghe vẻ là lúc nãy mình nhảy xuống là thấy có 1-2 team gì đấy, lại là một con bot. Bot hay người thì đều cũng tính vào kill hết, không thể nào mà bỏ qua được anh em ạ, đúng không? Bây giờ thấy bot lại không ăn thì lại hơi phí. Xong rồi nhiều ông lại vào lại bảo là ui thằng này bắn toàn bot đấy. Tôi vừa cân 5 tên xong, bên này lại có một con bot nữa. Từ từ hốt hết mấy con bot này rồi thì mình sẽ tìm nốt cái team còn lại trong cái bot cam này. Từ đã, uống miếng nước đã. Cái hiệu ứng nước là không thể thiếu được. Đây nó ở trong nhà này, nó ở trong nhà này rồi. Xong luôn, hơi dễ, cũng chỉ là một con bot thôi. Bây giờ thì đi lần à, đây rồi, bên kia rồi, công sang luôn. Từ từ đã, tiếp tục uống bình nước cho đầy đầy máu đã. Máu mình vẫn chưa đầy. Thì lâu vài ngày gần đây rồi mình không có làm clip về cái chuyên mục này, thì anh em cũng đã đòi rất nhiều rồi. Thì đây, hôm nay mình vào mình làm cho anh em xem. Anh em đòi gì là được đấy ngay. Trận này nghe vẻ là người lạ chúng ta không mở mic. Đây mình đang chơi ban đêm anh em ạ. Nên là mình ghép từ nãy giờ khoảng chục trận rồi, nhưng mà cũng không có mic anh em ạ. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Ôi bình tĩnh bạn ơi. Mày bắn đồng đội tao mày. À sau mấy cái này. Rồi sau mấy cái này. Kìa cái đầu của nó đây à. Này nhử lên này. Thò ra đi bạn. Nó vẫn nhử mình. Này mình nhử bạn này. Được rồi không. Bây giờ công lên thì hơi khoai. Nó chỉ cần lia ra là chết mình. Được rồi. Mình móc. À đủ. Nó ra rồi. Bạn chạy ra này. Ui dồi ôi. Ăn một mả đạn rồi. Công lên luôn. Nhảy xuống đây. Trời ơi. Chỉ có một tên thôi. Như vậy là chỉ có một tên. Thế là thằng này đi solo squad. Tay to thiệt sự. Tay bạn to đấy. Rồi vẫn còn tiếng bắn kìa. Ơ. Đông vậy. Đông vậy. Cái SNR này táp rất sướng nhá. Mình nếu mà nắp theo mình ấy, cái SNR này mình chỉ lắp x3 hoặc x4 thôi. Cái tầm x6 mới cả x8 ấy. Ui dồi ôi, nó giật lòi con mắt ra anh em ạ. Thính kìa. Đi ăn thính đi mấy cậu ơi. Người lạ của mình cũng không mở mic nên là trận đấu nó cũng hơi nhàm chán. Nhưng mà thôi, cố gắng làm cho anh em xem mấy clip, xem là liệu rằng là cờ khi tí nữa kiếm đâu vài chục kill người lạ chúng ta có trầm trồ hay không. Đi thôi mấy cậu ơi. À đâu, lại bảo không mở mic. Vừa lấy có một thanh niên mở mic nói rồi, nói một câu rồi lại tắt đi rồi. Ui, rất dồn nổ này. Thôi được rồi, đi thôi. Đi thôi các cậu ơi. Tầm này là không thể có con bot nữa. Người hay bot đây. Này chỉ là một con bot thôi. Gạt luôn. Ui, trong này mình ăn từ lấy giờ 3 con bot rồi. Vãi trưởng ạ. Lắm bot vậy.
Đi nào. Đi lên gì sọt. Lại có một tiếng bốt này. Tiếng bốt hay tiếng người đây? Bốt hay người thì cũng xúc luôn. Xúc luôn này, xúc luôn này. Rồi. Bạn lạ của mình không KS được anh em ạ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi ăn thính nào. Vừa nãy thính ở bên kia chỗ gì sọt. Nào đi thôi mấy cậu ơi. Mình sẽ lẹt câu cho đồng đội mình đi theo. Đi nào. Đồng đội mình đi theo hết anh em ạ. Nghe vẻ trận đấu này sau khi clear được cái bot cam thì người lạ của mình đã gọi là dần gọi là hiểu ra được một sự clear team nào đó. Ui. Ui, mình can đan nỗm căn nam lỗi này. Quả đấy mà không nốc vô lý. Mình thấy tầm gần mà một đầu phải 2-3 người lận AK mà không chết. Quả đấy hơi ảo đam nên là mình căn đam lỗi. À, nó ngay dưới cái tảng đá này. Ôi, cái tảng đá này khó chơi thế nhở. Từ từ rồi khoai mới nhừ được. Mình kiếm góc dưới thì nó hơi trũng. Đây này, cho bạn trái bom này. Bạn điếc phát là bạn mình công lên luôn này. Rồi, người lạ mình cũng đã hợp tác rồi. Ok rồi, quả này là điếc này. Là điếc này, hello anh trai. Hello anh trai. Biết ngay là điếc mà. Á đủ, còn một tên ở. Một tên ở đây này. Tên. À đủ. Cái này thì nghiêng người này. Ủa ôi. Đau. Cứu. Ui nó cầm cầu ra. Ui quả đấy mình sấy cũng hơi lỗi. Nên là mình cũng bị nó nốc. Cứu mình đã. Help me. Ui. Clear chưa ạ? Clear chưa mà mình ăn được ăn mạng rồi. Ui lại nốc này. Còn một tên kìa. Bắn đi cậu ơi. Thằng bot như vậy là clear rồi. Thế là vào đây mình cũng xúc được 2 mạng. Ui. Quả mà thanh niên sấy cả đâu ra mình ấy. Mình cứ nghĩ là mình sẽ ăn luôn được nó cơ. Nhưng mà hơi khoai. Động đúng phải gờ đô ra. À thanh này có gờ đô ra. Được. Đổi sang gờ đô ra. Mình định là bắn đạn 7 cơ. À bắn AK cơ. Đúng rồi ốp này. Nhưng mà nghe thấy tiếng gờ đô ra mình không thể cưỡng lại được. Gờ đô ra ốp. Ui. Lại một cái combo phải nói là hủy diệt. Combo này mà không lấy được top 1 thì thôi xóa game này. Đâu phải đâu ra đâu. Đây rồi. Ố. Quên. Nhặt luôn. Rồi coi, đi thôi. Chúng ta đi cướp thính tiếp. Mình lại thấy thính ở hướng trên rồi. Đây. Cái thính nó lại nằm ở đây. Gọi là cứ dẫn người lạ thôi. Mình cứ lẹt câu là người lạ của mình lại chạy theo. Hợp lý thực sự luôn. À, có một tên đang chạy này. Này thì chạy này. Ui rồi. Chạy này. Ui. Tòe máu như thế rồi. Ngon. Đây này, chúng nó ở đây này. À, một thằng xa kìa. Đây này, có thằng vừa lấy bắn cái thính ở đây. Nào. Mình bước qua đời nhau nào. Có thằng chạy xa chạy gần tới rồi. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi? À nó đây. Nào. Lên đi bạn ơi. Lên đi bạn ơi. Ui. Này thì lắc này. Một viên. Ui. Một viên úp. Một viên ca không chết này. Này thì ngó ra nhìn mình này. Huy Tiến ơi. Bạn ngó ra nhìn nhầm người rồi. Một tên rồi. Mình công lên luôn. Như vậy là vừa lấy có một thằng chạy vào gần nữa. Hai thằng chạy vào gần. Đâu rồi ta. Ui chỗ này nghe vẻ hơi khoai. Từ từ đã. À đủ. À cái thằng này. Cái thằng này mà mình bắn hụt đấy. Có phải không nhở? Cái thằng mình bắn hụt có phải không ta? Nó nằm rồi. Đây cho bạn quả lết này. Ăn đi mà sống bạn ơi. Như vậy là mình nốc 1. Đồng đội mình nốc 1. Chỉ còn một tên nữa thôi. Còn một dân chơi nữa rồi. Bây giờ mình công lên chỗ này hơi khoai. Bởi vì nó vừa nó biết mình rồi. Giờ nó đang cam mình rồi. Hơi khó. Nó nằm ở đây thì cũng hơi khó thật. Đội mình cũng hơi xa. À, lại bắn à. Đổi sang scope 3. Đủ. Đang định bảo là đổi sang scope 3. Sấy cho bạn nát người quả này. Nhưng mà người lạ của mình cũng không phải dạng vừa. Như vậy là vừa lẽ nó có 2 cây ốp cơ mà. Ui ôi bọn này giàu thế. Cũng gờ lô ra các thứ bắn thính này. Ok tiếp tục là chúng ta di chuyển nào. Đi thôi bo vào rồi các cậu ơi.
Đây, vừa nãy mình cũng nghe thấy một tiếng súng ở bên trên này. Đi 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 đi. Yên tâm, cứ chạy theo mình dẫn các bạn chỉ có vào top 1 thôi. Không thể nào mà top 2 được. Có Linh ATM chắc chắn ăn top 1 đây này. À đủ, ngồi đứng im bạn ơi. Nào nào nào. Đứng im bạn ơi. Ui, thôi xong rồi. Thôi thôi. Ui ui, ui nó bị ai thấy kìa. Nó bị ai thấy này. Phải gạt được. Ui. Anh ơi em. Ui. Anh ơi cho em bắn một viên thôi. Đừng bò nữa anh ơi. Một viên nữa. Một viên nữa thôi. Ui giời ơi, hàng của mình vẫn là của mình. Á đủ. Trên này đang căng này. Sang bên này mấy cậu ơi. Sờ mốc kìa. Rồi thấy rồi. Rồi thấy một tên. À. Đúng đó này. Bay đầu. Trùng vương à. Này thì trùng vương này. Rồi. Xong luôn rồi. Á đủ. Này thì đứng đó này. Một tên nữa. Ui, thôi xong rồi. Nó cứu được rồi. À đủ, một tên chạy sang bên này. Một tên chạy sang bên này. Nào chạy vào đây. Thôi, thế coi như thế là mình mất một mạng rồi. Nó nấp sau tảng đá mất rồi. Hơi phí nhở. Vẫn còn hơi đông đấy, vẫn còn 5 thằng nữa cơ mà. Liệu rằng là có lên được 20 kill không ta? Đâu. Thằng này yếu lắm rồi đấy. Mình sẽ mở xuống dưới này để đốc được tên này. Nào thò ra. Bạn thò ra thử xem. Xem bạn có coi như thế nào. Âu người không. Lại tiếp tục đốc. Phản xạ của mình nhanh lắm. Ui 7 quả. Được thực sự anh em ạ. À có thằng này. Thằng này vẫn ngó này. Ngó ra. Nào ngó ra. Mình đang chuẩn bị gạt bạn ra này. Bạn có ra bạn cứu không? Không cứu này. Ui ui. Thôi anh ơi. Thôi. Em xin lỗi. Anh ơi em xin lỗi mà. Anh ơi. Đừng căng thế. Em xin lỗi rồi mà. Đây này chạy. Mình chạy lên chỗ cũ. Hình như nó ngồi ở chỗ này rồi thì phải. Phải không ta? Hình như vẫn bên dưới. Ui. Ui thôi xong rồi. Vãi nồi rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thôi xong, nó định cố gạt mình kìa. Thôi bạn ơi, anh ơi em còn vợ trẻ con già. À, vợ già con trẻ anh ơi. Ui thôi xong, bên toang rồi em. Bên dưới nữa chứ. Ui, cứu mình nhanh lên, bên dưới kìa, 175 này. Ui, thôi, ui dịch vào. Ui anh ơi. Bạn ấy cứu em một tí thôi. Ui thôi. Ui, ngon, may. Ui nó ngó mình kìa, thôi xong rồi. Ôi anh ơi, anh bình tĩnh ơi. Nó ở bên trên này. Anh ơi bình tĩnh thôi, em có một chấm máu anh ơi. Ui mày thế. Thôi xong rồi. Bạn số 3 này gọi là người lạ liều mình để cứu. Được rồi. Từ từ mình bơm máu xong mình giết bọn này cho bạn. Đậu phộng các bạn luôn, các bạn giết đồng đội mình. Các bạn giết đồng đội mình. Ui quả đấy mà không vào đầu kìa. Ui sao quả đấy ảo thế nhở. Ui thôi xong rồi, ông số 3 hẹo rồi. Ui người lạ tốt vãi anh trưởng anh em ạ. Người lạ lại không vào đầu. Sao nhiều pha nó ảo thế nhở. Người lạ của mình gọi là xả thân để cứu mình. Được rồi bạn ơi, vì cái sự hy sinh của bạn mình quyết định là sẽ lấy được cái top 1 cho bạn tận trận này. Á à, mấy cái thằng này. Rồi. Ngoài bo rồi, mình nhặt cái mũ của bạn. Thêm quả smoke, từ. Đây rồi. Smoke để chuẩn bị chạy bo. Lại ngó này. Lại trúng người. Trời ạ, mình vẩy nhanh quá. Tay nhanh hơn não mất rồi. Thằng này vừa lấy trúng 2 viên của mình rồi. Quang thờ mốc chạy bo các bạn ơi. Còn 3 tên nữa. Chạy. Ui, thôi. Ui ôi, đau thế. Ui, bình tĩnh thôi anh trai. Em chạy bo thôi mà. Ui, nó chạy kìa, phí thế. Từ. Mình phải bơm xong cái phớt này. Nó nằm rồi thì phải. Nó nằm ở đây này. Một tên. Còn một tên sau tảng đá này, thò ra. Ui, đứng ra. Công luôn. Còn một tên thôi. Hay. Đây, còn một thằng ở đây thôi. Thôi top 1 rồi. Bò đi đâu. Ui giời ơi. Quá phê. Như vậy là vì gọi là người lạ của mình đã xả thân cứu được mình. Nên là mình quyết định là sẽ lấy top 1. Không phải quyết định mà game nó dễ rồi anh em ạ. Quá easy. Ta đã có 19 kill.
Và anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh. Nếu có mình ý kiến của anh em nữa nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.